Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hoàng Ân và hôm nay thì mình sẽ làm clip về khẩu MG3 vàng, MG3 gold đấy. Khẩu này thì quyết định cái what the fuck gì vậy? Rồi ổn đi rồi. Ôi chó, khẩu này bắn cũng khá là phê nha các bạn, khá là tuyệt vời, nhưng nó có cái đặc điểm là nó hơi nặng một xíu thôi. Nó cũng khá là nặng nhưng vẫn nhẹ hơn cái dòng gatin quá nặng các bạn. Gatin thực sự quá là nặng nên mình vẫn chưa làm được cái khẩu nào về gatin cả. Vì làm về khẩu đấy chỉ có thẩm nhu thôi, chứ không có đi săn dom được. Không có đi săn dom được như cái khẩu này. Khẩu này tuy nó nặng nhưng vẫn có thể chạy thoải mái, không có vấn đề gì, thì khá là ok. Đó, phòng này săn dom nhiệt kinh á, AK chen luôn, ghê vãi. Ôi, vỡ mồm đi. Đàn cũng khá là nhiều. Chặn dom dĩ nhiên nó quá là tốt vì tốc độ đàn ra cũng quá là nhanh. Hôm nay thì mình làm cái clip này trên cái arc chính của mình. Lâu rồi được chưa được làm clip trên cái arc chính, toàn đi mượn arc không mượn được cái khẩu súng VIP nào nữa. Hình như súng VIP mình cũng đã làm hết rồi nhé, chả còn cái méo gì cả. Bây giờ đi tìm những cái khẩu súng mà hiếm thời xưa mình chưa làm hoặc làm rồi mà các bạn yêu cầu làm lại thì mình sẽ làm. Đó lại đây. Đó, ăn đi. Cào chết mẹ đi. Ồ, hết sọt luôn các bạn. Khẩu này bắn cũng không giật lắm. Độ giật của nó cũng ổn định. Tức là chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cái nòng súng của chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ giật của nó. Rồi lao vào đây, sao sợ vậy. Rồi và mình sẽ săn zombie cùng khẩu lục băng cho nó phê đi. Đó, lao xuống đây, cầm khẩu này thì méo sợ thằng nào, đéo cần thẩm du, săn luôn. Đó lại đây. Này cương thi này, cương đi. Mày cương thì tao nhu thôi. Thằng sâu kia, địch mợ kia ăn cần chiến mẹ ơi. Holy shit. Ôi hai con luôn. Sao không lao vào với nhau cho dễ bắn. Úi gật tính. Nhục phết. Rồi hiền vãi. Đó úi. Đâu vậy? Đâu nhiều vậy? Nhiều vậy. Vỡ mồm này. Tuyệt vời. Ôi, làm gì nữa em ơi? Chưa chết này. Ôi, khá là tuyệt vời. Ôi, xong trình luôn rồi. Thế các bạn thấy mình làm clip hay thì hãy hoặc thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới video để mình có thể biết được cái nhận xét của các bạn. Và nếu yêu thích mình thì hãy cho mình một subscribe, một like và một chia sẻ video đến bất kỳ nơi đâu mà các bạn muốn. Rồi. Đó, có một con zombie thôi. Cái phòng này buồn cười vãi. Bọn nó săn zombie nhiệt các bạn ạ. Gặp cái phòng săn zombie nhiệt kinh luôn. Rồi, lại một thánh vào trận. Vô đây, vỡ mồm này, headshot luôn các bạn. Ố, thằng này AFK, không phải đâu, nó lừa đấy. Bọn này không phải dân vừa đâu. Chờ lại gần nó cao chết. Úi, thằng này AFK thật. Ôi, tuyệt vời, cầm khẩu này mà đua top thì phải gọi là top thôi. Đủ headshot luôn các bạn.
cầm khẩu này săn zombie đi AI các thứ các thứ, quá là tuyệt các bạn ạ. Khẩu này không chê vào đâu được. Đó, đam cũng khá là ok, không phải là bé mà cũng không phải là quá to, ở mức có thể chấp nhận được. Đạn là nhiều, cầm khẩu này mà săn zombie thì quá là tuyệt các bạn ạ. Chỉ nó hơi nặng xíu thôi, nếu các bạn săn zom mà chú ý tí thì các bạn có thể săn ngon lành khẩu này. Rồi, clip này mình chủ yếu là đua top thôi, không cần chiến. Cầm khẩu này cần chiến gì nữa, đua top thôi. Rồi, có một cô comment bảo là thì săn cần chiến hoài vậy sao không có zombie mà săn là phải rồi. Đó, đó, úi, vỡ mồm này. Đó, lao vào. Rồi, có một con thôi, chạy đâu em mẹ, chạy đi đâu, lại, ôi, đi lùi, vãi. Mình nghĩ nó chạy các bạn ạ, mẹ hiểu sao thằng này lại đi lùi, điên vãi, à, thằng này điên. Chắc nó muốn qua trận cho nó nhanh đó. Rồi, review VIP 2 chém khá là phê các bạn. Nếu ai có thể ngoài quắm VIP ra thì review VIP quá là ngon các bạn nha. Các bạn không nên chê. Hoặc chỉ thích quắm gold. Quắm gold thua cái review VIP 2 xa các bạn ạ. Thua xa, đó là gọi là đồ VIP mà. Cầm review VIP 2 có thể mình cầm thấy cảm thấy là nó có thể chạy nhanh hơn này. Nghe một số comment bảo là có thể tăng SP này, tăng cái điểm kinh nghiệm đấy, cũng có thể chém ngang này, chém ngang, chém dọc, chém các thứ các bạn ạ, rất là phê. Dành cho những bạn mà yếu kém về cái thể loại mà đấu cận chiến ấy, thì có thể dùng review VIP 2. Hiện tại review VIP 2 cũng khá là nhiều nha các bạn, hiện tại giá cũng khá là ổn định chứ không có phải là đắt lắm. Nên việc kiếm được một cái rìu VIP 2 để chơi thì cũng khá là dễ. Vì nó có cái chém ngang đấy, rất là dễ. Ui địt, thằng nào vừa cao anh, thằng ôn này, đù, lục băng này đam to phết. Đó, ui địt mở, vỡ mồm rồi. Tiêu đời, ui, thằng này chém mít hoài vậy. Rồi, đến phần hiếp hero. Lao vào đây, sau lưng ném mẹ. Đó, vỡ mồm luôn. Còn gì nữa? Rồi, còn một thằng nữa. Hiếp nó luôn nào. Ui. Vỡ mồm này, mít đòi. Rồi, chúng ta sẽ hiếp con hero cuối cùng. Địt mơ. Xin lỗi các bạn vì clip hơi chửi tục hơi nhiều nhá. Đó, vỡ mồm này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục qua trận tiếp theo. Ngày mai là nhầm chứ, mình clip này thì mình hiện tại đang làm buổi tối nha các bạn. Các bạn nhớ hãy vào phần mô tả của video và hãy vào phần mô tả của video đấy, hãy vào và kết bạn Facebook của mình để theo dõi những cái clip mà mới nhất của mình và những cái kinh nghiệm mà mình tích góp được, có thể đăng lên Facebook chẳng hạn. Các bạn có thể cập nhật cho nhanh. Đó, vỡ mồm này, headshot đúng không các bạn? Bắn khẩu này toàn headshot thôi. Đó, các bạn thấy không? Chỉ headshot kinh luôn. Khẩu này khá là bắn khá là dễ, phải gọi là quá dễ, không có gì có thể là khó hơn. Khẩu này nó không có giật nhiều, nó chỉ cái tội nó là quá nặng thôi các bạn, nó hơi nặng thôi,
chứ còn lại là quá ok, không có gì phải bàn. Đó, đủ, không có gì phải bàn. Bàn, đó, headshot. Đó, thằng này lì vãi. Lì vãi. Ôi, KS của anh không được đâu. Khấu này đạn ra nhanh lắm. Tuổi gì KS của anh? Đạn ra nhanh mà ổn định. Cái bề ngoài của nó thì cũng khá là đẹp. Màu gold mà, màu vàng mà. Cũng khá là đẹp. Cái kiểu dáng của nó thì các bạn cũng biết rồi, nên mình sẽ không nói nhiều nữa. Bạn nào hay chơi khấu này thì sẽ biết. Ôi, bên này kia, thằng Gatin. Ôi, mày vỡ mồm rồi. Kiểu gì mà không vỡ mồm. Rất là tuyệt các bạn ạ. Săn do bằng khấu này thì không sợ bị KS. Không có sợ thằng nào KS cả. Đó, rất là phê. Khấu này mà đua top thì địch, đâu ra vậy? What the hell? Rồi, 239 rồi. 39 kill. Rồi, hero này. Hero này. Và mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái channel của mình, theo dõi những cái clip mới của mình nhá. Thì tới đây là kết thúc rồi, còn vài giây nữa thôi. Sau bán update thì các bạn thấy mình cũng tích ít kim cương để chuẩn bị cái sự kiện mới. Mình sẽ cố gắng mà test những cái nhân vật mới ở trong cái sự kiện bản update 2.0. Vâng, thì tới đây thì mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nhớ like và share video giùm mình nhá. Vâng, mình xin cảm ơn tất cả.